Thưa quý vị và các bạn, đường cao tốc Liên Khương Prenh dài gần 2 km là tuyến đường giao thông quan trọng nối sân bay Liên Khương với thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tình trạng vi phạm giao thông ở đoạn cao tốc này xảy ra khá phổ biến. Việc phá dỡ hàng rào bảo vệ vi phạm hành lang an toàn đường bộ, mở đường đấu nối trái phép vào đường cao tốc không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng. Điều đáng nói là nhiều hộ dân ở đây dù biết tự ý mở đường là phạm luật nhưng vẫn vi phạm. Bởi cuộc sống của cả gia đình dựa vào vườn tược nương đồi nằm ở phía trên đường cao tốc mà họ đã canh tác từ lâu. Trong khi đó, hệ thống ống cống đường gom dân sinh vẫn chưa được triển khai xây dựng. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng Công an xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, thành viên tổ quản lý kiểm tra dọc đường cao tốc Liên Khương Prenh cho biết, qua thống kê sơ bộ, hiện toàn tuyến đường cao tốc có tới 59 điểm đường dân sinh đấu nối trái phép vào đường cao tốc. Điều đó cũng có nghĩa là có ít nhất gần ấy hệ thống con lương, giải phân cách bị đập phá và hàng chục mét lưới hàng rào bảo vệ bị tháo dỡ. Trong thời gian vừa qua, lực lượng công an xã cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đồng thời kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy vậy, tình trạng vi phạm luật vẫn không giảm. Mặc dù đi xe máy, vận chuyển hàng hóa trên đường cao tốc là phạm luật, nhưng mọi việc đâu vẫn vào đấy. Hiện trạng bà con đang sống bên đường cao tốc, đa số là bà con có nương rẫy bên đường cao tốc. Diện tích mà đất bên đường cao tốc nằm khoảng 400 hecta, trong đó có 100 hecta được cấp sổ đỏ và có 100 hộ dân, trên 100 hộ dân hiện nay đang sinh sống bên kia đường cao tốc. Và có những cái bất cập là đất bà con đã có trước khi con đường cao tốc, thì sau khi mà con đường cao tốc mình được hình thành thì việc đi lại của bà con rất khó khăn. Bà con phải băng qua con lương và băng qua đường cao tốc để đi vào nương rẫy. Biết là rất là nguy hiểm nhưng bà con phải đành băng qua đi vì là không có đường. Mặc dù được chính quyền xã tuyên truyền vận động bà con nhưng vì có những cái khó khăn là không có đường để mà đi qua, buộc bà con phải đập phá con lương và băng qua. Đó là những cái bất cập của địa phương hiện nay. Ở khu vực thôn Đa Ra Hoa, xã Hiệp An, việc vận chuyển hàng hóa nông sản từ đường dân sinh qua lại trên đường cao tốc như thế này diễn ra thường xuyên liên tục. Dù biết vi phạm nhưng không còn cách nào khác khi hệ thống đường gom dân sinh không có. Để vào vườn sản xuất, họ buộc phải phá dỡ hàng rào bảo vệ, tự ý mở đường. Trong khi đó, đất vườn của họ có trước khi làm đường. Theo số liệu thống kê thì hiện nay có khoảng 1.000 hộ sinh sống canh tác ở hai bên đường cao tốc. Nhà tôi là trên này được hết. Nhưng mà từ khi năm 2004 làm đường tới giờ là tụi tôi không có đường dân sinh đi. Cứ phá đường rồi đi đại qua đó. Nói chung là kiến nghị cũng bao nhiêu lần rồi mà chưa có cái cốc nào giải quyết cho đường dân sinh hết. Bao lâu nay mà tôi có đất đó tôi lấy cái xe, cái công an bắt. Vì lý do sao? Tại vì đất tôi có đó mà tôi đã chạy lên là không cho người ta đi là đi cái đó. Cho nên tôi kiến nghị là tôi rất mong bà con nhà nước để giải quyết như sao cho có thuận lợi cho dân chứ. Đúng không? Làm gì cho lợi cho dân chứ. Nhà nước mà làm mà theo người dân có đất cái đó mới làm kinh tế được, mà đất thì bỏ qua cái đó, tại đi xe lây là không cho qua đường. Không chỉ có vậy, điều đáng quan ngại đó là có đến 90% hộp nắp thiết bị bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng không cánh mà bay. Nhiều đoạn bảo vệ hành lang an toàn dọc hai bên đường cao tốc bị phá hoại, lấy cắp, ảnh hưởng đến an toàn trong việc lưu thông. Để đảm bảo an toàn giao thông trên đường cao tốc, ngoài việc đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, kiên quyết xử lý nghiêm những điểm đấu nối trái phép mới vào đường cao tốc. Về lâu dài, thiết nghĩ cần đầu tư xây dựng mới hệ thống đường gom dân sinh và khu vực dân cư ở dọc hai bên đường cao tốc. Đừng để quy định cấm đi xe gắn máy vào đường cao tốc, có cũng như không.